Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để lấy Smart Contract nó chạy trên cái nền tảng Smart Chain BEP20 của Binance. Thì bình thường, quý vị có thể vào cái CoinGecko hoặc là CoinMarketCap để quý vị lấy. Với những cái token lớn mà nó đã được audit và list trên các sàn. Ví dụ, ở đây KTV vào cái CoinGecko đó, những cái token lớn quý vị có thể nhập ngay vào ô tìm kiếm này. Ví dụ tôi ở đây, tôi sẽ nhập cái mã token free chẳng hạn đó. Ok, thì đây chính là cái contract của nó này. Quý vị có thể copy nó. Rồi tiếp theo là quý vị hãy vào cái trang bscscan.com. Cũng trong cái ô tìm kiếm này, quý vị nhập cái mã token. Và tất nhiên những cái token lớn nó đã được list trên các sàn thì nó sẽ có một số thông tin. Đây. Ví dụ tôi nhập cái token là cách chẳng hạn. Những cái token lớn như này thì nó đã được chính bscscan kiểm chứng, nó có dấu tích màu xanh và bên dưới nó có một cái địa chỉ website. Đây, ví dụ ở đây nó là pancakeswap.file. Thì quý vị chỉ việc bấm vào đây, bấm vào nó để lấy cái smart contract của nó. Và tất nhiên bên dưới nó có rất nhiều những cái nó rông rống và na ná nhau, hoặc là những cái smart contract nó test và họ không có sử dụng đến đó. Đây thì tôi sẽ chọn luôn này. Ok, chờ đây. Thì đây chính là cái contract của nó. Rồi, vậy là đây là những cái token lớn. Vậy còn những cái token mà nó mới list lên thì có cách nào? Thì có một số cách KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị luôn. Đây, KTV sử dụng cái con bot. Quý vị có thể sử dụng các con bot mà nó cập nhật các token. Đây, ví dụ BSC New Token này, hàng ngày nó có khoảng độ vài trăm cái token mới được nít lên đó. Ví dụ cái token này đó. Đây, ví dụ KTV sẽ lấy cái token nít này, KTV sang cái BSC và tìm kiếm nó. Thì ở đây nó ra một loạt rất là nhiều đó. Thì quý vị không biết cái nào là smart contract thật và cái nào là smart contract mà họ test thử đó. Và trở lại với con bot đây, thì quý vị có thể vào luôn BSC scan, quý vị open này đó. Thì đây chính là cái smart contract chính thức của họ này, chứ không phải là bản test nhé. Đó. Rồi, ngoài ra quý vị cũng có thể sử dụng một cái con bot này. Quý vị đánh cái mã token vào đây. Đó, ví dụ ở đây KTV đánh là cái token là Poke chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ báo cái contract address đây này. Đó, thì đây chính là cái smart contract của cái token mà quý vị muốn tìm kiếm. Và tất nhiên không phải cái token nào, những cái bot này họ cũng có thể cập nhật kịp thời. Có những token mà họ chưa kịp cập nhật thì quý vị phải theo các thông báo của đội nhóm của quý vị, hoặc là thông báo trên các kênh Telegram. Rồi, và KTV xin kết thúc video ở đây.